chào tất cả các chị đang xem livestream của Kim Miu ha. Rồi, ok, chị nào mà hôm nay mình đang xem em thì mình cảm một chấm cho em thấy ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục dành cho những cái phần quà cho chị nào mà chia sẻ livestream ở nhiều hội nhóm nhất. Hôm nay là sẽ có 5 set tắm trắng miễn phí cho 5 chị nào mà chia sẻ livestream nhiều hội nhóm nha. Em lau tí cho nó sáng.